tàu. Đầu tháng 9, ba chị em nhà Kitason là Evan, Nicole và Angela tổ chức sinh nhật cho bố, ông Michael Kitason trên tàu du lịch. Mẹ kế Vanessa Season cũng có mặt trên chuyến đi. Dạng sáng ngày mùng 2 tháng 9, khi mọi hành khách đang say ngủ thì tàu bị cháy. Ngọn lửa bùng phát không lâu sau đó khiến tàu chìm. Năm người trong gia đình nhà Kitason nằm trong danh sách 34 nạn nhân được cho là thiệt mạng trong tai nạn này. Mẹ của ba cô gái, Susana Rosas, sống ở Stockton đăng tải lên trang cá nhân sự cố đau lòng của gia đình. Bà cũng đăng ảnh của các cô gái và gửi lời cảm ơn tới bạn bè, gia đình, những người đã giúp đỡ, động viên Susanna trong thời điểm đen tối, Nicole là nhân viên pha chế ở Coronado, Angela là giáo viên khoa học, Evan là y tá tại trung tâm y tế siêu tầm, Joseph ở Stockton cùng bố và mẹ kế si gia đình nạn nhân mong các nhà chức trách sớm công bố nguyên nhân ngọn lửa bùng phát, các nạn nhân khác gồm học sinh địa phương, từ lớp 7 đến 12, một giáo viên trung học và con gái ông, cặp vợ chồng đến từ Arizona và một nhà sinh vật học biển. Thi thể của 20 nạn nhân đã được tìm thấy khi tàu chìm, nhiều nạn nhân phải giám định DNA để xác định thân nhân, 5 thành viên trong đội ngũ lái và phục vụ trên tàu may mắn được giải cứu.